Chào tất cả các em học sinh, rất vui khi được gặp lại các em trong video bài học. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời những câu hỏi thuộc bài 9 liên kết ion, chương 3 liên kết hóa học, bộ sách chân trời sáng tạo. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu hỏi đầu bài nhé. Mở đầu trang 55 sách giáo khoa hóa học 10. Hơn 50% dược phẩm sử dụng trong y tế được sản xuất dưới dạng muối với mục đích thúc đẩy sự hấp thu các dược chất vào máu, tăng cường hiệu quả điều trị. Trong đó thường gặp nhất là các muối hydrochloride, sodium hoặc là sulfate. Muối thường là các hợp chất chứa liên kết ion. Vậy liên kết ion là gì? Liên kết ion cũng chính là nội dung chính trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Vậy chúng ta sẽ hiểu cho cô, liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. Vậy thì cụ thể chúng ta sẽ cùng vào câu hỏi giữa bài. Phần 1 nhỏ, ion và sự hình thành liên kết ion. Qua việc trả lời câu hỏi hình thành kiến thức mới 1, trang 55 sách giáo khoa hóa học 10. Quan sát hình 9.1, nhận xét số electron trên lớp vỏ với số proton trong hạt nhân của mỗi ion tạo thành. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quan sát vào hình chấm 1 và chúng ta sẽ xét nhá. Đối với ion sodium, chúng ta thấy là sẽ có này. Mình cùng đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 electron ở lớp vỏ ion. Và bên trong ở proton là có 11 proton. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là số ion sẽ ít hơn số proton ở trong hạt nhân. Còn đối với ion oxide O2 trừ, chúng ta đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 electron. 10 electron mà bên trong hạt nhân thì chỉ có 8 proton thôi. Vậy thì rõ ràng là lớp vỏ đã có số electron nhiều hơn là số proton ở trong hạt nhân. Vậy mình sẽ nhận xét như sau. Ion sodium có 10 electron ở lớp vỏ, ít hơn số proton ở trong hạt nhân là 11 proton. Ion oxide thì có 10 electron ở lớp vỏ và nhiều hơn số proton ở trong hạt nhân là 8 proton. Đó là mình đã nhận xét xong hình thành kiến thức mới 1. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng sang hình thành kiến thức mới 2, trang 55 sách giáo khoa hóa học 10. Trình bày cách tính điện tích của các ion thu được khi nguyên tử nhường hoặc nhận thêm electron trong hình 9.1. Vậy thì mình sẽ đề xuất cách tính điện tích như sau. Cách tính điện tích của ion thu được khi nguyên tử nhường hoặc nhận thêm electron như sau này. Điện tích ion sẽ bằng số đơn vị điện tích hạt nhân trừ đi số electron của ion. Ví dụ như là ion sodium có điện tích ion sẽ bằng số đơn vị điện tích hạt nhân là bằng 11. Đấy. Đơn vị điện tích hạt nhân là cộng 11 thì số đơn vị điện tích hạt nhân sẽ là 11. Đấy. Vậy thì trừ đi số electron của ion là electron của ion là có electron của ion, cô xin lỗi electron mình đọc danh phận ion pack là ion nhá. Vậy là lấy 10 trừ 11 trừ đi 10 bằng 1. Vậy mình suy ra điện tích là cộng 1. Đối với ion oxide, điện tích sẽ là số đơn vị điện tích hạt nhân. Đơn vị điện tích hạt nhân thì chúng thấy là cộng 8. Vậy số đơn vị điện tích hạt nhân chúng ta lấy số thôi, lấy 8 trừ đi số electron của ion. Đấy. Là số electron của ion mình vừa đếm được là 10 đúng không nhỉ? 8 trừ 10 bằng trừ 2. Vậy mình suy ra điện tích của ion oxide là trừ 2. Chúng ta đã rõ về cách tính chưa nhỉ? Rồi chúng ta sẽ cùng sang hình thành kiến thức mới 3, trang 55, giáo khoa hóa học 10. Ion Na cộng và ion O2 trừ thu được có bền vững bề mặt hóa học không? Chúng có cấu hình electron giống với cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nào? Chúng ta sẽ cùng xét về ion Na cộng có 10 electron ở lớp vỏ và có 2 electron giống với cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố neon. Bởi vì giống với cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố khí hiếm nên là bền vững về mặt hóa học. Còn đối với ion O2- có 10 electron ở lớp vỏ và có 2 lớp electron nên giống với cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố neon. Ở đây cũng là nguyên tố khí hiếm và bền vững về mặt hóa học. Vậy thì hai ion này đều có cấu hình electron nguyên tử giống với cấu hình electron giống với nguyên tử của nguyên tố khí hiếm đó là neon, được chưa?
Hình thành kiến thức 14 trang 56 sách giáo khoa hóa học 10. Trong các nguyên tố kim loại và phi kim, nguyên tử của nguyên tố nào có xu hướng tạo thành cation hoặc anion? Giải thích. Vậy cation chính là ion dương và anion sẽ là ion âm. Các nguyên tố kim loại do có độ âm điện nhỏ và nguyên tử thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng nên có xu hướng nhường đi electron để tạo thành cation hay là ion dương. Các nguyên tố phi kim do có độ âm điện lớn và nguyên tử thường có 5, 6 hoặc 7 electron ở lớp ngoài cùng nên có xu hướng nhận thêm electron để tạo thành anion hay là ion âm. Mình thấy là electron chính là hạt mang điện tích âm nên khi nhường đi nhường này nhường đi nhường bớt âm đi thì nó sẽ trở thành dương, đúng không nhỉ? Đang trung hòa về điện, nguyên tử đang trung hòa về điện, khi nhường bớt âm thì sẽ trở thành dương, và nguyên tử đang trung hòa về điện mà khi nhận thêm âm thì nó sẽ trở thành ion âm, được chưa? Vậy chúng ta đã hiểu chưa nhỉ? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hình thành kiến thức mới 5 trang 56 giáo khoa hóa học 10. Quan sát hình 9.2, hãy trình bày sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl khi sodium tác dụng với chlorine. Hình 9.2 minh họa sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl, sodium chloride. Nhìn vào đây chúng ta sẽ giải thích sơ qua một chút nhé, là nguyên tử sodium đã nhường đi một electron cho nguyên tử chlorine đấy, để tạo thành khi mà sodium nhường thì sẽ tạo thành cation đấy, cation Na cộng, và chlorine nhận thì sẽ tạo thành anion Cl trừ, và hai ion trái dấu hút nhau đấy, tạo thành phân tử sodium chloride NaCl. Chúng ta sẽ cùng giải thích như sau, các em chú ý ghi vào vở để chúng ta có thể thành thạo hơn trong việc giải thích nhé. Nguyên tử sodium có số hiệu nguyên tử Z bằng 11, nhường đi một electron ở lớp ngoài cùng để trở thành ion mang điện tích dương ký hiệu là Na cộng. Trong khi đó, nguyên tử Cl chlorine có số hiệu nguyên tử Z bằng 17, nhận một electron từ nguyên tử Na để trở thành ion mang điện tích âm ký hiệu là Cl trừ. Các ion Na cộng và Cl trừ hút nhau tạo thành liên kết trong phân tử NaCl. Phương trình hóa học là Na cộng với Cl2. Đó, bởi vì là chlorine ở dạng đơn chất thì sẽ thường ở dạng phân tử khí cho nên là có ký hiệu là Cl2 để tạo thành NaCl, và chúng ta sẽ cân bằng. Tiếp theo, hình thành kiến thức mới 6 trang 56 sách giáo khoa hóa học 10. Các ion Na cộng và Cl trừ có cấu hình electron nguyên tử của các khí hiếm tương ứng nào? Na cộng thì có 10 electron ở lớp vỏ, lớp ngoài cùng có 8 electron và có 2 lớp electron, giống với cấu hình electron của khí hiếm nian 1s2, 2s2, 2p6. Còn ion Cl trừ thì có 18 electron ở lớp vỏ và có 3 lớp electron. Các em có thể quan sát trực tiếp vào sơ đồ vừa rồi ở tràng hình ở trong sách giáo khoa thì chúng ta có thể nhận xét luôn được là số electron và số lớp electron của các ion này nhé. Giống với cấu hình electron của khí hiếm argon, có cấu hình là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 và 3p6. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyển sang luyện tập trang 56 sách giáo khoa hóa học 10. Trình bày sự hình thành liên kết ion trong phân tử MgO khi magnesium tác dụng với oxygen. Phân tử MgO thì chúng ta sẽ cùng trình bày như sau nhé. Nguyên tử magnesium có số hiệu nguyên tử Z bằng 12, cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6 và 3s2, có 2 electron lớp ở lớp ngoài cùng, thì chúng ta thấy là ở lớp ngoài cùng là lớp thứ 3 có 2 electron. Có xu hướng nhường đi 2 electron này để đạt cấu hình electron của khí hiếm và tạo thành ion Mg2 cộng. Bên cạnh đó, nguyên tử oxygen có số hiệu nguyên tử Z bằng 8, cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p4, có 6 electron ở lớp ngoài cùng. Chúng ta thấy lớp ngoài cùng ở lớp thứ 2 có 6 electron. Có xu hướng nhận thêm 2 electron để đạt cấu hình electron của khí hiếm và tạo thành ion
O2 trừ. Mình thấy là Mg2 cộng và O2 trừ là hai ion trái dấu hôn nhập. Nguyên tử oxygen sẽ nhận hai electron của nguyên tử MgO tạo thành ion Mg tạo thành ion O2 trừ. Hai ion là Mg2 cộng và O2 trừ liên kết với nhau tạo thành phân tử MgO. Dưới đây chính là sơ đồ hình thành liên kết. Đây, magnesium đã nhường hai electron và O đã nhận hai electron từ magnesium thì tạo thành hai ion trái dấu hút nhau để tạo thành liên kết trong phân tử MgO. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu về tinh thể ion qua hình thành kiến thức mới 7 trang 56 sách giáo khoa hóa học 10. Quan sát hình 9.3 và cho biết A. Tinh thể NaCl có cấu trúc của hình khối nào? B. Ion Na cộng và Cl trừ phân bố trong tinh thể như thế nào? C. Xung quanh mỗi loại ion có bao nhiêu ion ngược dấu gần nhất? Chúng ta sẽ cùng trả lời như sau. Tinh thể NaCl là có cấu trúc của hình lập phương. Bài B này, các ion Na cộng và Cl trừ được xếp xen kẽ nhau đều đặn trên các đỉnh của hình lập phương. Và C, xung quanh mỗi ion có 6 ion ngược dấu gần nhất. Ví dụ như là xung quanh ion Na cộng sẽ có 6 ion Cl trừ. Hình thành kiến thức mới 8 trang 56 sách giáo khoa hóa học 10. Em hiểu thế nào về tinh thể ion? Chúng ta sẽ trả lời là tinh thể ion là những cấu trúc hình khối phát triển từ các hợp chất ion và được giữ với nhau bằng lực hút tĩnh điện. Hình thành kiến thức mới 9 trang 57 sách giáo khoa hóa học 10. Quan sát các bước trong hình 9.4. Cho biết cần bao nhiêu thanh nối và khối cầu mỗi loại để lắp ráp thành mô hình một ô mạng tinh thể NaCl. Hình 9.4 là minh họa cách lắp ráp mô hình tinh thể NaCl. Hình này cũng có ở trong sách giáo khoa, các em có thể quan sát vào sách giáo khoa trang 57. Thì chúng ta thấy là trong hình này, trong hình B trước nhé, thì mình thấy là sẽ được tạo bởi bốn lớp. Hình A là biểu diễn một lớp tinh thể, còn hình B sẽ được tạo bởi bốn lớp này xếp chồng lên nhau. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xét là số thanh nối và số khối cầu của mỗi lớp rồi chúng ta sẽ nhân lên nhé. Cần 12 thanh nối cho một lớp của tinh thể hình lập phương. Tinh thể gồm có 3 lớp nên là mình cần 12 nhân 3 là 36 thanh nối. Đó. Đây chúng ta có thể thấy này, các thanh nối này giữa các quả cầu ở trong một lớp. Mình sẽ chưa tính các thanh nối dọc nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy là ba lớp này được ghép với nhau bằng cách các thanh nối thẳng đứng. Bây giờ mình mới tính theo các thanh nối thẳng đứng này. Gồm có 9 thanh nối thẳng đứng để ghép hai lớp với nhau. Đấy. Vậy thì ba lớp với nhau thì sẽ có ba lớp với nhau thì chúng ta thấy này. Đấy, chúng ta thấy là cần hai cái lớp thanh nối thẳng đứng này. Đúng không? Vậy thì mình sẽ lấy 9 nhân 2 bằng 18 thanh nối và tổng cộng sẽ cần 36 cộng với 18 bằng 54 thanh nối. Vận dụng trang 57 sách giáo khoa hóa học 10. Ion Na cộng đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa huyết áp của cơ thể. Tuy nhiên, nếu cơ thể hấp thụ một lượng lớn ion này sẽ dẫn đến các vấn đề về tim mạch và thận. Các nhà khoa học khuyến cáo lượng ion Na cộng nạp vào cơ thể nên thấp hơn 2.300 mg, nhưng không ít hơn 500 mg mỗi ngày đối với một người lớn để đảm bảo sức khỏe. Giả sử một người sử dụng 5 gram muối ăn mỗi ngày thì lượng ion Na cộng mà người ấy nạp vào cơ thể có vượt mức giới hạn cho phép không? Thì chúng ta sẽ cùng xét xem là người này đã nạp cái lượng muối ăn này có phù hợp với cái mức cho phép không nhé. Mình sẽ làm như sau. Trong phân tử muối ăn là NaCl, ở đây sẽ gồm có ion Na cộng đấy và liên kết với ion Cl trừ. Trong 55,5 gram NaCl thì sẽ có 23 gram Na cộng. Vậy thì trong 5 gram thì mình sẽ dùng quy tắc đường chéo, mình sẽ nhân lên xem là cần bao nhiêu gram Na cộng. Trong 5 gram này mà người ta nạp vào cơ thể thì sẽ lượng ion Na cộng mà người này nạp vào cơ thể sẽ là
mình sẽ dùng quy tắc đường chéo lấy 5 nhân với 23 rồi chia cho 58,5 nhân chéo rồi chia ngang nhé. 5 nhân 23 chia 58,5 thì sẽ xấp xỉ là 1,966 gram hay là bằng là 1.966 mg Na cộng. Mình có này, 1.966 lớn hơn 500 mg và nhỏ hơn 2.300 mg. Ở đây là 1.966 vẫn đạt mức cho phép đúng không nhỉ? Nếu một người sử dụng 5 gram muối ăn mỗi ngày thì lượng Na cộng mà người ấy nạp vào cơ thể chưa vượt mức giới hạn cho phép, vẫn nằm trong vùng cho phép đúng không? Chưa vượt. Rồi, vậy thì chúng ta đã giải quyết xong bài tập này. Phần vận dụng cũng là phần lý thuyết cuối cùng trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đã trả lời các câu hỏi để đi tìm hiểu lý thuyết ở trong bài học. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần bài tập luyện tập nhé. Bài tập 1 trang 58 sách giáo khoa hóa học 10. Ion Mg2 cộng có cấu hình electron giống với cấu hình electron của khí hiếm nào? A. Helium, B. Neon, C. Argon và D. Krypton. Vậy chúng ta sẽ cùng trả lời như sau. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Vậy là ion Mg2 cộng có cấu hình electron giống với cấu hình electron của khí hiếm neon. Mình sẽ cùng giải thích như sau. Cấu hình electron của nguyên tử Mg có số hiệu nguyên tử Z bằng 12 là 1s2, 2s2, 2p6 và 3s2. Nguyên tử Mg nhường đi 2 electron. 2 electron này chính là hai electron ở lớp ngoài cùng luôn, tạo thành ion Mg2 cộng có cấu hình electron là 1s2, 2s2 và 2p6, giống với cấu hình electron của khí hiếm neon. Chúng ta đã làm xong bài tập số 1, tiếp tục mình sẽ sang bài tập 2 trang 58 sách giáo khoa hóa học 10. Cho các ion sau: Ca2 cộng, S trừ, Al3 cộng và N3 trừ. Số ion có cấu hình electron của khí hiếm neon là A4, B2, C1 và D3. Vậy chúng ta sẽ cùng giải bài này như sau. Đáp án của bài tập số 2 là đáp án D. Cấu hình electron của nguyên tử CaZ bằng 20 là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 và 4s2. Nguyên tử Ca nhường đi 2 electron tạo thành ion Ca cộng có cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 và 3p6, giống với cấu hình electron của khí hiếm argon. Cấu hình electron của nguyên tử fluorine Z bằng 9 là 1s2, 2s2, 2p5. Nguyên tử fluorine nhận một electron tạo thành ion F trừ có cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6, giống với cấu hình electron của khí hiếm neon. Cấu hình electron của nguyên tử Al, aluminium, Z bằng 13 là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nguyên tử Al nhường 3 electron tạo thành ion Al3 cộng có cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6, giống với cấu hình electron của khí hiếm neon. Cấu hình electron của nguyên tử NZ bằng 7, 1s2, 2s2, 2p3. Nguyên tử N nhận 3 electron tạo thành ion N3 trừ có cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6, giống với cấu hình electron của khí hiếm neon. Vậy có 3 ion là S trừ, Al3 cộng và N3 trừ có cấu hình electron giống với cấu hình electron của khí hiếm neon. Vậy chúng ta đã hiểu bài này chưa nhỉ? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục sang bài tập 3 trang 58 sách giáo khoa hóa học 10. Potassium và magnesium là các nguyên tố thiết yếu đối với cơ thể sinh vật sống. A. Viết cấu hình electron của các ion được tạo thành từ nguyên tử của các nguyên tố này. Chúng có cấu hình electron của những nguyên tử khí hiếm nào? B. Có hợp chất ion nào chỉ tạo bởi các ion trên với nhau không? Vì sao? Mình sẽ trả lời như sau. Potassium, ký hiệu là K hay mình còn gọi là kali, có số hiệu nguyên tử Z bằng 19, có cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 và 4s1. Nguyên tử K sẽ nhường đi một electron để tạo thành ion Al3 cộng,
có cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 và 3p6, giống với cấu hình electron của khí hiếm argon. Cấu hình electron của nguyên tử magnesium là Z bằng 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nguyên tử magnesium nhường 2 electron tạo thành ion Mg2 cộng, có cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6, giống với cấu hình electron của khí hiếm neon. Mình sẽ trả lời B như sau: không có hợp chất ion nào chỉ tạo bởi các ion Al3 cộng và Mg2 cộng với nhau, vì hai ion này cùng mang điện tích dương. Hợp chất ion chỉ được tạo bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu hút nhau thôi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục sang bài tập 4, trang 58, sách giáo khoa hóa học 10. Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau. Bảng cho chúng ta 3 cột. Cột thứ nhất là công thức các hợp chất ion. Cột thứ hai là cation và cột thứ ba là anion. Chúng ta sẽ cùng xem là đối với công thức hợp chất ion này thì cation và anion tương ứng của nó là gì? À, đầu tiên thì đề bài cho chúng ta hợp chất ion là CaF2. Vậy mình sẽ xem ở đây cation là gì và anion là gì. À, hàng thứ hai thì cho chúng ta cation là Ca cộng và anion là O2 trừ. Vậy mình xem là hợp chất ion tạo bởi hai cái ion này là gì nhá. Thì đối với hàng đầu tiên thì chúng ta thấy là đối với hợp chất CaF2 thì cation tạo thành là Ca2 cộng và anion là F trừ. Còn đối với hai ion K và O2 trừ sẽ tạo nên hợp chất ion là K2O. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài tập 5, trang 58, sách giáo khoa hóa học 10. Sodium oxide ký hiệu hóa học là Na2O có trong thành phần thủy tinh và các sản phẩm gốm sứ. Trình bày sự hình thành liên kết ion trong phân tử sodium oxide. Mình sẽ trình bày sự hình thành liên kết như sau. Sau khi làm đến bài tập này thì chúng ta sẽ dễ dàng làm được đúng không nhỉ? Mình cứ xét từng nguyên tử nhé. Đầu tiên là đối với Na, sodium, có số hiệu nguyên tử Z bằng 11, mình dễ dàng viết được cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6 và 3s1. Từ cấu hình này chúng ta thấy là có một electron ở lớp ngoài cùng, có xu hướng nhường đi một electron này để đạt cấu hình electron của khí hiếm và tạo thành ion Na cộng. Nguyên tử oxygen có số hiệu nguyên tử Z bằng 8, cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p4 và có 6 electron ở lớp ngoài cùng. Chúng ta thấy là lớp ngoài cùng ở lớp thứ hai có 6 electron đúng không? Có xu hướng nhận 2 electron để đạt cấu hình electron của khí hiếm và tạo thành ion O2 trừ. Nguyên tử oxygen nhận 2 electron của hai nguyên tử Na để tạo thành ion O2 trừ, được chưa nhỉ? Nguyên tử oxygen nhận 2 electron của hai nguyên tử Na tạo thành ion O2 trừ. Hai ion Na cộng và một ion O2 trừ liên kết với nhau tạo thành phân tử Na2O. Dưới đây chính là sơ đồ tạo thành phân tử Na2O. Cô nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta thấy là có hai nguyên tử sodium này, Na này, mỗi nguyên tử nhường một electron cho nguyên tử oxygen để tạo thành hai ion Na cộng, được chưa, và một ion O2 trừ, và các ion này trái dấu hút nhau để tạo thành phân tử Na2O. Bài tập này cũng là bài tập cuối cùng kết thúc video bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những video bài học sau.